Rồi hello, xin chào cô chú anh chị đã đến chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay em lên bò cái ru ha, chữa con này thì chữa 6,5 tháng do tinh kem chú anh chị. Em chữa lớn thứ hai ha. Giờ mời cô chú anh chị xem nội dung hết cho cả anh ấy mua liên hệ em, bò tàn lớn hết biến tàn luôn chú anh chị. Ha. Trước mặt chúng ta hình ảnh con bò cái ru ha. Ru ru lai lết nè. Đó, chú anh chị ha. Chân cẳng nè, chân trước nè. Móng sọ ha. Không có bốn bếp xe xuống đúng trong ruột gì hết. Gần đúng có nó của chú anh chị thấy không? Ghiền không? Chính sao nè. Ha. Con bò này chiều cao em đo được là khoảng 1m38 bò ha chú anh chị. 38 bò thì số ngồi đẹp đo không sao á. Ha, đít nè. Thác thăng không? Lông da nhuyễn nhừ ha. Đây thì chữa hay chữa 6,5 tháng chú anh chị ha. Em đang em chữa lứa thứ hai thì bên em bao lò lú và 3 tháng ha. Đây con này sái hay chậm nghiêm chút ha chú anh chị nè, thấy không? Sái lưng hay chậm, sái mặt nghiêm chỉnh ha, sái mặt nó nghiêm chỉnh của chú anh chị ha. Gu nè, xé lưng thì chờ mình guông chút ha, xé lưng nè, đó. Thì giờ mình cấy bò lai rồi sái rồi mình chăm chế ai, thằng nào đỡ hen chú anh chị, chân trước chân sau nè, đúng ha, đúng nè. Ở hiện bò này anh chủ nhà bán giá là 33 triệu hen chú anh chị, giữa 6,5 tháng ha, đó. 6,5 tháng ha. Lò rú nè em bao tới đẻ hết chứ anh chị, thì ngon mà chữa lớn này đó, mình bao 3 tháng là 9,5 tháng này ha, đó thì nào nói rõ ràng hết chứ anh chị, nãy mình nói hơi lộn một chút đó. Bò anh chủ nhà bán giá là 33 triệu ha, chị em tin kem hết chứ anh chị. Chân trước nè thấy không, dằn rúng của nó nè. Này do nó bị tày nha, cả ra anh tày nó không bị gì đâu nè. Cả ra anh tày ha, lành rồi. Đó, chiều cao là 1m38 bò. Đó. Thấy không? Cái gu ha, chữa tàn lớn. Đang làm chữa thứ hai hả cô chú anh chị nào thấy ưng ý mua thì liên hệ cho em ha. Mặt mày nè, xé mặt nghiêm chỉnh nha, tiền khô luôn chú anh chị, thấy không? Xé đầu nghiêm chỉnh ha. Mẹ hơi lan lan chút không sao ha. Gu bật luôn, xong lưng của nó nè. Thấy thác thăng không? Đó. Chiều cao đo là khoảng 1m38 bò ha, giá tiền là 33 triệu ha. Bao chữa bao loại lũ hen chú anh chị, chữa về trong vòng 5 ngày cô chú anh chị mới thăm khám lại, nếu không chữa bên em thu hồi bò về ha. Đó cặp mình nữa nè, bò hiền khô đứng thấy không, đít nè, thác thằng hen chú anh chị, con này thì 6 vú nha. Đó đít nè, thấy không? À, cô chú anh chị nào thấy ưng ý mua thì liên hệ cho em ha. Bò hay quay tầm xa vậy cho cô chú thấy rõ nè. Bán đồ chân cẳng nữa thấy không? Đó. Chụp mình là phát thăng luôn. Đời đạm ha, giá tiền cực kỳ thương luôn, 33 triệu. Giữa 6,5 tháng ha. Cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào ai quan tâm mua thì liên hệ cho em. Ha. Đây tiếp tục hình ảnh năm nay lên bò cái siêu mẫu đen ha chú anh chị. Siêu đen này chiều cao đâu được khoảng 1m23 bò ha. Con này tầm 10 tháng, 11 tháng ha chú anh chị. Siêu mẫu đen. Đất siêu đen là thác thăng ha.
xi lan tơ ha. Đây chân cẳng hoàn thiện, hổ vú xe xuống lún xuống lụt gì hết, chân sau nè lúng yếm lúng chuyện nha chú anh chị đó, chân trước nè đầu tôi rủi luôn ha, xe lưng nghiêm chỉnh ha, lưng dai nè, thấy không, dai nở nè quý vị thấy không, mẹ bỏ nhà mình đang thấy mấy thì còn đó. Đây hình ảnh ha. Chân cẳng nè các chú chị thấy không? Xương to ha. Chân trước nè. Chân sau nè. Đít nè các chú thấy không? Thấy không? Siêu mẫu đen ha. Giờ siêu đen giờ là hiếm ha các chú chị. Đây, hiện bộ anh chủ nhà bán giá là 24.500 ha. Đó, thì cô chú chị thấy ưng ý mua thì liên hệ cho em. Hai bốn triệu 500 ha, chân cẳng nè, lưng dai nở ha, con này mua về vài tháng sau nhu nọc vỗ vàng cái là hết toàn bò luôn. Rồi giá tiền 24.500 siêu mẫu đen ha chú anh chị, F1 ha, đầu tôi đủ luôn nè. Đó lúng yếm mà lúng kẹn ha, đó đi sao nè, trước nè, đây thì đó siêu đen, giờ thằng hàng này thuộc là hàng hiếm hết chứ chị. Đây bò là chích ngừa đầy đủ nè, mũi này đây đó, cô chú anh chị nào hay nghĩ mua hay liên hệ ha, bán con siêu mẫu đen ha chú anh chị, thấy không, 24.500 lúng miếng một bài bản ha, con này còn lớn tàn nữa ha chú anh chị, nhà vú lại kỹ đây nè, thấy không, lúng miếng sùng sình luôn, kiểu mẫu khỏi chơi ha chú anh chị. Em chuộng hơi chặt thì cô chú nhìn xem thấy ưng ý mua liên hệ ha. Đó ha, thì cô chú chị thấy ưng ý mua liên hệ, bò em quay tầm xa vậy ha chú chị. Đây đó, đít dài nở lên nàng ha, xe tích nghiêm chỉnh, xe siêu mẫu đen ha, bò tầm 11 tháng 3 tuổi à. Đó thì cô chú chị thấy ưng ý mua thì liên hệ cho em ha, thả đòn hết bếp xương to luôn. Đó thì cô chú chị thấy ưng ý mua thì liên hệ cho em ha.